chuyện xe đồ sáng như thằng phụ sáng hẹn nha. Cái này là chuyện thằng ở trong sân bay nha anh ơi. Họ nhìn thấy là hầm hủ ở đây. Thì là bên tình vo đường đường sáng vai mà bãi nha. Yeah. Bạn như chuyện bãi nha. Và cái to đây là bê nha. Ok. Tiếp theo đây là một chiếc xe máy xúc nha các bạn. Đây. Rất là đẹp nha. Đây. Đây này có thể nâng lên hàng xuống nha các bạn. Đây. Hoàn đất này. Wow. Mình cũng có thể xoáy nha. Đây. Đó bà tạm sẵn đôi đôi lắm nha các bạn. Yeah bạn. Cái này cho bằng hướng đàn. Yeah. Ok. Tiếp theo để với một mini copter các bạn. Tôi còn được phá cái người sẽ này ở được phá về sao của mình được chưa chơi một cái nhá. Oh. Nhạc với nhạc của anh. Ok let's go. Yeah rồi đây đây là một chiếc Lamborghini màu vàng nha. Thật là nhiều xe màu vàng nha các bạn. Go.